Chuyển sang phần tin thế giới, theo tin chúng tôi vừa cập nhật, cách đây ít phút, hãng tin John Hap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về vùng biển phía đông của nước này. Theo nguồn tin trên, JCS xác định vụ phóng đã được Triều Tiên thực hiện, nhưng cơ quan trên chưa cung cấp thông tin chi tiết. Trước đó hai ngày, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo từng nói Triều Tiên có thể phóng một tên lửa đạn đạo trong tháng này. Lần gần nhất Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo là vào ngày 22 tháng 11, nhưng theo GCS, vụ phóng đã thất bại.